hiện tại đang ở cái vùng giá 27k7, 27k8 thì ngày hôm qua thì Thạch đã uh, làm một cái video thì Thạch nói rằng là cái vùng giá 27k8 là một vùng giá rất là quan trọng. Thì hôm qua thì các bạn Thạch cũng cầu mọi người là vào uh, có bạn thì ăn được hai lần rồi đấy. Nên 27k8 thì chốt thì uh, lại quay lại đây thì mua lại. Thì tại thời điểm hiện tại thì Bitcoin nó vẫn gọi là đang đi sideways chờ cái tín hiệu uh, Uh, có cái thông tin là cái cái chỉ số cpi các bạn đấy chỉ số cpi thì nó sẽ có vào vào tối tối mai à uh, đấy thì Bitcoin các bạn nhìn thấy nó đi trong biên độ rất là hẹp và nếu mà đi trong một cái biên độ hẹp như thế này, này thì khi mà giá nó bùng nổ thì nó giá nó sẽ bật lên rất là mạnh bây giờ chúng ta sẽ xem một số các cái tín hiệu khác ví dụ ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đường đường màu tím này này À, đường màu tím này là đường RSI này các bạn này đường màu tím này ấy, thì nó hiện tại thì nó đang ở cái vùng 50 đúng không các bạn biết là đường nếu mà cái đường RSI này này nó cái đường màu tím ấy nó vượt được trên 50 ấy, thì nó sẽ là xu hướng tăng Thì nếu mà nó không vượt được trên cái vùng 50 này, Thì nó sẽ tiếp tục là một cái xu hướng giảm thì Cái này là một cái lý thuyết rất là rất là bình thường đúng không? Rất là đơn giản Hiện tại thì Uh, các cái xu hướng thì nó đang vẫn cho thấy là một cái xu hướng xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn nhé các bạn nhé còn tăng đến bao nhiêu thì thầy cũng không biết uh, chúng ta sẽ đợi bitcoin nó phản ứng tại vùng giá fibonacci 0.0.5 uh, tức là vùng uh, vùng vùng uh, 27.8, các bạn biết là vùng Fibonacci 0.5 ấy, 50% ấy là một vùng rất quan trọng. Hiện giờ thì nó đã vượt qua mức Fibonacci 0.618 rồi. Bây giờ nó sẽ còn một cái mốc nữa là mốc Fibonacci 0.382. Uh, 382 thì nó ở cái vùng là 28k và là uh, 023 nữa là vùng 28k2. Nếu mà cao hơn nữa thì nó sẽ lên được cái vùng uh, 28k6 thì uh, uh, cái đây sẽ nếu Bitcoin vượt qua vùng này thì chúng ta sẽ có các mức target tiếp theo 28k và 28k2. Hiện giờ thì cũng chưa có gì nhiều để nói đâu. Đây có thể là một cái nhịp hồi nhẹ. Các bạn sẽ quan sát này. Bitcoin sau khi mà nó chạm cái vùng uh, vùng Fibonacci cũng là vùng Fibonacci 0.5 và 0.618 ở trên này và nó không vượt qua được. Đấy và bắt đầu là nó một cái nhịp giảm không có nhịp hồi nào luôn các bạn nhé. Đấy, giảm từ uh, 29.7 này giảm xuống tận về hai cái mốc Fibonacci dưới hai cái mốc Fibonacci dưới, thì thạch không 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 đóng thực ra nó nằm 1.5 và 1.618 ở dưới này này đấy thì ở trên này thì hai cái mốc Fibonacci ở trên này đấy à, những cái mốc Fibonacci là những cái vùng rất là quan trọng à, hiện giờ thì cũng không có gì nhiều để nói đâu ở trên cái khung thời gian là 15 phút thì đang có nhịp sóng hồi ở trên khung thời gian 30 phút thì nó cũng cũng là như thế luôn các bạn. Đây, uh, Bitcoin nó sẽ có hai cái vùng nữa. Uh, nếu mà không giữ được thì nó sẽ test về đó là 26k9 và 26k9 và 26k4. Đấy trên các cái khung thời gian lớn. Nhưng mà nếu mà nhìn cái tín hiệu này các bạn, nhìn cái tín hiệu này thì ờ uh, uh, cái xu hướng tăng vào xu hướng giảm ấy nó là 50 50. Đấy nó là 50-50 chứ không phải là thiên về bên bên nào đâu nên là tầm này cứ có lời là chốt các bạn đấy. mà nếu mà Bitcoin đi xa xa một chút ý, thì nó phải vượt qua được cái vùng Fibonacci 0.5 này đấy thì nó sẽ lên được cái những cái mốc trên đấy. không uh, 28.7 này như nhịp trước thì nó cũng uh, đây các bạn này nó về cái mức Fibonacci là um, 0.23 này À, rồi nó hồi được lên ở vùng này xong nó tiếp tục giảm tiếp tại thời điểm hiện tại thì cũng nói rằng là cũng chưa có gì nhiều để nói đâu chúng ta vào giờ thì nó có một cái xu hướng tăng nhẹ thì chúng ta vào các lệnh long nhưng bạn nhớ là nó đang đi say way, thì cứ mua ở bên dưới này, này chốt ở bên trên này đấy hiện giờ thì đang có một cái lực hồi nhẹ này đó sọt thì chắc là thầy nghĩ rằng là phải nên quan sát thêm quan sát thêm và các khung thời gian nhỏ hơn đấy khung thời gian nhỏ hơn thì đây này các bạn này. À, đây này nó có vẻ nó tạo được cái vùng hỗ trợ ở vùng 27k6 này.